Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Hoàng Trọng Thụy. Và tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng, đó là bản tin địa phương. Thưa quý vị, JetBlue ngày hôm nay đã được sale và hôm nay là ngày cuối cùng vì đây để kỷ niệm 20 JetBlue năm. JetBlue hôm nay có chương trình sale đặc biệt hả? Dạ, rất là đeo. Vì lý do đó là birthday của JetBlue. Đây là lần thứ 20, thưa quý vị. Nên JetBlue đã có chương trình sale rất là đặc biệt ngày hôm nay mà kết thúc trong ngày hôm nay vào lúc 11 giờ tối, 11 giờ 59 tối, có nghĩa là vào qua tới mà 12 giờ thì hết sale rồi quý vị. Thì có những cái chuyến đi chỉ có 20 đồng mà thôi, hoặc là dưới hơn 20 đồng one way. Nên quý vị nhớ đi, và cái vé này phải được sử dụng cho tới June 17, tức là vào tháng ngày 17 tháng 6 là phải sử dụng. Hạn chót. Dạ, hạn chót là sử dụng, hạn chót là cái ngày hôm nay không còn sale nữa. Và đúng vào lúc 12 giờ là 11 giờ 59 là cái sale sẽ hết. Và những có những ngày mà, tức là khi mà giá sale này cũng có ngày được chọn. Có ngày blackout, block cái ngày đó giống như là ngày 18 tháng 3, ngày 31 tháng 3, ngày 14 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 thì những ngày đó không có sale. Nếu mà có thời giờ tôi sẽ ngồi tôi xem những cái ngày đó cho quý khán thính giả. Nhưng mà quý vị bây giờ vào trong mạng JetBlue đi. Cái bản tin này mình kênh KTLA. Quý vị vào ktla.com quý vị xem cũng được, hoặc là vào JetBlue. JetBlue website 20 đô la một chuyến hả? Là quá rẻ. Bay lên San Francisco mà quý vị có 20 đô la, thường thường là tới cả 50 là rẻ nhất, là getaway là 50 hoặc là 49 đồng. Đó là cái giá phải đặt rất là xa thì mới có cái giá đó. Anh Thái, chị Mai, Thụy nghỉ 5 ngày nhé. Tôi đang nói chuyện với ban giám đốc của đài. Vào sáng hôm nay những người mà play được chắc tôi phải vô, tôi mua vé quá. Bây giờ phải vô xem coi. Giờ đi đâu hả? Rẻ quá. Đi New York cũng đi qua. No, không kịp. Mình muốn có mặt với khán giả. Mình muốn đi cuối tuần. Cho nên chiều thứ sáu mình đi. Đến chiều chủ nhật mình về. Giờ anh phải đặt liền, anh phải thì về bây giờ, nhà anh đặt đi liền. Đâu bây giờ tôi nghĩ rằng một cái nơi tôi muốn đi, San Francisco cũng ok, Utah được. Las Vegas ok. Las Vegas bay lên mà 20 đồng còn đỡ hơn là lái 4 Texas tí. Cũng được, nhưng Texas. Mà những nơi nào mà JetBlue có căn cứ ở nơi đó thì mới được. Thường thường là JetBlue bay sang New York rất nhiều ha. New York với là San Francisco, bay về bên Las Vegas JetBlue cũng có hả? Hoặc là Utah, anh check thử em cái đó. Nhưng em mà nói chung là trong ngày cuối tuần thì đi ngắn thôi. Và quý vị nào đi xa thì đây là cơ hội vô. Mà quý vị đây là được ăn breakfast vào sáng hôm nay. Nếu mà ai bay từ New York ngày hôm nay là được ăn breakfast. Thường thường đi JetBlue anh không có được ăn không gì không đâu gì. Anh được ăn cái miếng snack vậy cho thôi. Nhưng mà vừa từ vì ngày lễ sinh nhật của JetBlue nên quý vị sẽ được ăn, được phục vụ breakfast. Có lý quá. Và có nước, 20 có đồng champagne. Là quý vị bay gần nhất đó, bay từ đây lên Fresno 20 đồng. Tôi nghĩ là cái vé mà đi New York không biết sale làm sao. Tôi sẽ xem và sẽ báo cho quý vị biết. Nhưng mà ngay bây giờ nếu quý vị muốn mua vé thì phải nói nhau để mà mua. Và mua trước 11 giờ. Tối ngày hôm qua, thưa quý vị, tin vui cho ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont, sau khi kết quả kiểm phiếu chính thức ở New Hampshire trong cuộc bầu cử sơ bộ đã hoàn thành. Và như quý vị nhìn thấy, thực ra cái khoảng cách giữa ông cựu thị trưởng South Bend của tiểu bang Indiana là Buttigieg hoặc là Buttigieg không xa nhiều với ông Bernie Sanders. Nhưng mà bởi vì là người thắng cho nên ông chiếm những cái phiếu đại cử tri đoàn ở tại đây. Cho nên ông rất là vui. Thực ra thì các cuộc thăm dò trước đó cũng đã cho thấy Bernie Sanders thắng rồi. Nếu chúng ta quay lại của năm 2016,
vào thời kỳ diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn người đại diện cho Đảng Dân Chủ. Lúc đó, bà Hillary Clinton đụng độ lớn với Bernie Sanders ở tại New Hampshire này, thì ông Bernie Sanders đã thắng bà Clinton hơn 20% phiếu. Cho nên lần này thì ông gặp phải sự cạnh tranh dữ dội của hai ứng viên nổi bật mà trước đó không ai nghe thấy. Và quý vị thấy ngạc nhiên ghê không? Đi vào các cuộc bầu cử sơ bộ đó, thì đầu tiên là mình thấy các cuộc thăm dò mà chúng tôi Little Sài Gòn đưa đến quý vị đó. Và trong thời gian mà trước khi diễn ra các cuộc luận tội Tổng thống Trump, thì ông Joe Biden và Bernie Sanders và thậm chí Elizabeth Warren có thời gian dẫn đầu nữa. Mà bây giờ thì Joe Biden hạng chót. Đó là lý do ngày hôm qua bất ngờ ông Joe Biden bỏ New Hampshire để chạy bay xuống South Carolina để mà vận động tranh cử. Tuy nhiên ông Joe Biden ông nói như thế này: cái cuộc bầu cử sơ bộ lúc này của Đảng Dân Chủ giống như một cái trận banh baseball vậy, có 7 trận tất cả. Ông hiện nay bây giờ thua 2 trận rồi, một ở Iowa và một ở New Hampshire. Cho nên cá nhân của nhiều người và nhất là Đảng Dân Chủ bây giờ họ đặt rất nhiều cái nghi ngờ đối với Joe Biden và kể cả Elizabeth Warren nữa. Thì bây giờ mình còn kế tiếp thưa quý vị là tiểu bang Nevada, rồi South Carolina, rồi đến tháng 3 chúng ta sẽ có Super Tuesday, một cái ngày siêu thứ ba, hàng chục các tiểu bang sẽ tham gia vào một ngày bầu cử sơ bộ. Và những ai mà lãnh đạo dẫn đầu đó lấy hết các phiếu cử tri đoàn. Mà nếu họ nắm trong tay các phiếu cử tri đoàn này thì Đảng Dân Chủ phải trao cho họ cái ghế ứng viên của Đảng Dân Chủ. Cho nên ông Bernie Sanders ngày hôm nay vui và ông tiến tới Nevada và South Carolina. Với những quý khán thính giả nào mà gặp khó khăn bây giờ, đến bây giờ thì chúng ta phải nhìn nhận là một trong các ứng viên sáng giá của Đảng Dân Chủ sẽ là ông Buttigieg. cái chữ này đó đã gặp rất nhiều các khó khăn và cũng có thời gian các đài truyền hình cũng phải mang ra để nhắc nhở cử tri làm cách nào để đọc tên cái ông cựu thị trưởng South Bend này. Một lần nữa thưa quý vị, ông tên là Pete. Và cái chữ này quý vị thấy chữ bu thì đọc là đúng là bu. Rồi đờ, bu đờ. Rồi judge. Judge là ông tòa đó. Yeah. Thì quý vị nếu mà theo dõi chúng tôi thì cách đọc là bu đờ judge thì sẽ đọc được tên của cái ông này. Yeah. Nó dễ dàng. Vào sáng sớm hôm nay thưa quý vị, và tại Tustin ở khu 15.700 Block William Street, khu này nằm gần Santa Ana Zoo, gần freeway ở đường McFadden, với là freeway yên lắm. Yeah, và đã bị cháy thưa quý vị, một tòa nhà, một cái apartment 2 tầng đã bị cháy vào sáng nay vào lúc 3:30 sáng. Hiện tại bây giờ theo như thông tin cho biết của KTOA thì vẫn còn đang cháy và người ta đã gửi tới 120 lính cứu hỏa tới đó. Khi lính cứu hỏa tới thì cái trần nhà đã bị sập xuống rồi. Lính cứu hỏa không thể đi vào để mà kiểm soát coi còn có ai ở trong đó hay là không. Và hiện tại theo thông tin cho biết là 2 người bị thương là do bị ngạt khói. Chưa có cập nhật thông tin vào sáng nay là bao nhiêu người bị thương hoặc là chưa có cái con số đó thưa quý vị. Bởi vì hiện tại họ vẫn còn đang chữa cháy ngôi nhà này. Và lúc sáng sớm này em nghe thấy rất là ồn ở phía bên đó. Ở Thurston Jewelry nó cũng nằm ở phía bên gần cái khu nhà của Nhiêu Huyền ở gần đó. Dạ, cũng gần khu đó nên trên Freeway 5 ha? Gần Freeway 5 55. Dạ, và hiện tại họ vẫn còn đang chữa cháy và cái nguyên nhân lý do tại sao lại cháy lớn như vậy thì vẫn được chưa biết. Và 120 có người để quên lửa rồi, tối qua lạnh đó. Dạ. Phần lớn là như thế. Thường là hít những cái building cũ. Cái khu Thurston thường những cái căn nhà nó cũ hơn. Vài cái căn nhà xây mới gần đây nhưng mà hầu hết đa số những căn nhà ở khu đó rất là historic. Cháy. Dạ, rất là to. Tôi thấy cái kiểu này là coi như nguyên cái khu này tiêu luôn rồi. Dạ, lúc mà lính cứu hỏa tới không thể nào đi vô được, họ chỉ đứng ở ngoài thôi.
chứ họ không còn rồi, cách nào để đi vô toàn được. Bộ luôn, một cái diện tích quá lớn. Dạ, hiện tại vẫn còn đang cháy. À, bên cạnh đó vẫn bản tin chính trị, thưa quý vị, sau khi các cuộc bầu cử sơ bộ từ Iowa và New Hampshire diễn ra, thì các cuộc thăm dò về mức ủng hộ cho ông Trump, cũng như họ hỏi những cử tri đảng Cộng Hòa, cử tri Dân Chủ, cử tri Độc Lập vân vân, họ hỏi một câu hỏi như thế này: quý vị có nghĩ là ứng viên của đảng Dân Chủ sẽ thắng Tổng thống Trump nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay hay không? Thì 70% những người được hỏi họ nói no way. 70% người được hỏi nói rằng ông Trump sẽ thắng nếu như cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay. Thì cái câu hỏi kế tiếp là tại sao? Thì những người cử tri này nói: tôi không thấy được bên phía đảng Dân Chủ có một ứng viên xứng đáng có thể đánh bại ông Trump được. Và cái câu trả lời đó đúng với những gì mà đảng Dân Chủ hiện nay đang rất là lo. Bởi vì cái sự lộn xộn và thứ nhất là cái cuộc bầu cử bay qua rồi, các ứng viên đó, không có ai có khả năng để mà có thể, nhiều người nói rằng có ông, mới đầu thì họ tin vào ông Biden, rồi họ tin vào bà Warren, rồi họ tin vào Bernie Sanders. Các cuộc thăm dò đều cho thấy những ứng viên này sẽ đánh bại ông Trump trước đây, trước khi cái cuộc luận tội diễn ra. Nhưng bây giờ, thì khác rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm các bản tin đáng chú ý trong ngày nữa, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Thế nhưng tạm chia tay với Như Huyền trong mục Cà Phê Sáng hôm nay. Chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ, thưa quý vị.